Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 3 của trang web olm.vn Hôm trước, cô trò chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số mà không nhớ Ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang phép nhân đó, nhưng ở trường hợp là có nhớ Đầu tiên, các con hãy cùng thực hiện phép tính 26 nhân với 3 để thực hiện phép nhân này thì chúng ta sẽ đặt tính rồi tính, rõ ràng rồi. Cũng tương tự như là phép tính không nhớ, chúng ta sẽ viết thừa số 26 đầu tiên. Sau đó, chúng ta viết thừa số 3 và các con cần phải lưu ý điều gì? Đúng rồi, thừa số 3 chúng ta phải viết thẳng cột với chữ số 6 như thế này. Sau đó, chúng ta viết dấu nhân và dấu gạch ngang. Tới đây các con sẽ thực hiện nhân lần lượt từ phải qua trái hay từ trái qua phải? Chính xác, chúng ta sẽ lấy thừa số 3 nhân với lần lượt từng chữ số của thừa số 26 theo chiều từ phải qua trái. Nghĩa là ở đây các con sẽ có là 3 nhân 6 bằng 18, ta viết 8 nhớ 1. 3 x 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, ta viết 7. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có kết quả là 26 nhân với 3 sẽ bằng 78. Đó chính là cách chúng ta thực hiện phép tính mà có nhớ. Các con lưu ý ở đây 6 x 3 bằng 18, chúng ta chỉ viết chữ số 8 thôi, còn sẽ nhớ một sang hàm bên cạnh. Tương tự như vậy, các con hãy thực hiện phép tính 54 x 6. Chắc chắn là các con sẽ thấy sự khác biệt đúng không? Ở đây chúng ta sẽ viết thừa số 54, thừa số 6. Sau đó chúng ta cũng thực hiện phép nhân lần lượt từ phải qua trái. 6 x 4 bằng 24, ta viết 4 và nhớ 2 ở đây. 6 x 5 bằng 30, ta nhớ thêm 2 thì sẽ bằng 32. Như vậy chúng ta sẽ viết 32 như thế này. Các con lưu ý là chữ số 2 sẽ thẳng cột với chữ số 5. Và chữ số 3 thì ở vị trí này Ta thấy rằng kết quả tìm được là một số có 3 chữ số Ở phép tính trước chúng ta cũng chỉ tìm được tích có hai chữ số thôi Vậy thì tới đây chúng ta kết luận là 54 x 6 sẽ bằng 324 như vậy, cô vừa hướng dẫn các con các thao tác để có thể đặt tính rồi tính phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số mà có nhớ. Bây giờ, áp dụng các thao tác trên, các con hãy cùng thực hiện cho cô một số phép nhân dưới đây. Trước hết cô sẽ lấy hai ví dụ. 48 nhân với 2, chúng ta sẽ nhân lần lượt. 2 nhân 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 2 nhân 4 bằng 8, nhớ thêm 1 sẽ bằng 9, ta có kết quả là 96. Tiếp tục với phép tính 48 nhân với 7. 7 x 8 bằng 56, ta viết 6, nhớ 5. 7 x 4 bằng 28, ta nhớ thêm 5, sẽ bằng 33, như vậy kết quả sẽ là 336. Các con hãy cùng thực hiện một số phép nhân để có thể rèn luyện thêm kỹ năng này. Chúc mừng, như vậy các con đã có kỹ năng thực hiện phép nhân rồi. Bây giờ cô tới với bài tập thứ hai, chúng ta sẽ làm dạng bài tìm x. Ở đây cô có ví dụ là x chia cho 7 bằng 14. Chúng ta sẽ phải tìm x như thế nào? Trước hết các con phải nhìn vai trò của x ở trong phép tính này là gì? Đúng rồi, ở đây x đóng vai trò là số bị chia. Muốn tìm số bị chia, chúng ta sẽ phải lấy thương nhân với số chia. Vậy thì từ đây ta suy ra x sẽ bằng 14 x 7. Các con thực hiện phép nhân 14 x 7 thì kết quả sẽ là 98. Bây giờ hãy cùng làm cho cô một vài bài tìm x. Chính xác rồi, bây giờ cô chuyển qua bài tập thứ ba là một bài toán có lời văn. Mỗi hộp bánh có 28 cái. Hỏi 5 hộp như thế thì sẽ có bao nhiêu cái bánh? Ở đây để tính được 5 hộp có bao nhiêu cái bánh các con sẽ phải thực hiện phép tính gì? Chính xác, chúng ta phải thực hiện phép tính nhân. Mà cụ thể ở đây là lấy 28 nhân với 5. Thế thì các con sẽ giải bài toán này như thế nào? Chúc mừng, cô sẽ trình bày lại lời giải như sau. 5 hộp bánh như thế sẽ có số bánh là 28 x 5. Chúng ta thực hiện phép tính và tìm được kết quả là 140 cái. Và đây chính là đáp số. Như vậy, ở bài giảng ngày hôm nay, cô cho mình lại tiếp tục đi tìm hiểu về phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số mà có nhớ. Để rèn luyện thêm kỹ năng này, các con hãy cùng làm phần luyện tập trên trang web olm.vn. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng và hẹn gặp lại trong những bài giảng tiếp theo của olm.vn.